rồi sắp xếp cho có được. Còn chú qua là chú nói chú đi sớm rồi, trời nói thật hả, làm thì làm nó sớm bởi vì lý do là bây giờ cái dây bắt đầu nó lên rồi, mà nếu làm trễ thì sao nó leo. Ông hiểu, bây giờ trò càng là vậy, một là không làm thì tôi trồng ở chỗ khác, bây giờ nó vô bầu, vô cái bầu đó đó, thì bây giờ phải lo. Bây giờ trồng hả, trồng thì nắng gì là nó dễ lên, chứ nó lên lẹ lắm. Mà bây giờ làm thì phải phải làm, không thì thôi thì mình kiếm dâu khác mình trồng. Ông trời nói ông kiểu không, chứ bây giờ đang lên dù dù rồi làm tới luôn đụng gãy nó chết uổng. Trồng cây á cưng lắm thì cái nói chứ, kéo dây mà tưới cũng không dám đè nó nữa, thà cái nào mình không mình nhổ bỏ. Chứ còn tự nhiên ông biết cái ớt vậy đó, rồi có thí dụ thay gì nó lên 3 cây giờ không dám nhổ 1 cây, nó thấy tội nghiệp Nhưng rồi. mà sao nó mới lên được chứ? Thầy làm cho nó lên chứ mà thầy trồng cái khác đâu. Không, có nghĩa là nó còn nhỏ thì nhổ đâu có không. À thế hả? Đó, thành ra ví dụ giấy thì bị bẻ 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 bẻ, cho nên trồng cây á, rồi mới biết cái cây như thế nào mình mới thương. Bởi vì nó mình ăn nó nuôi cho mình sống thì mình cũng phải thương nó chứ, đâu phải nó giống như ai mà giẫm đạp mà bực mình dữ lắm, không thà tôi đâu không dám giẫm đạp. Bởi vì cho nên tại sao Đức Phật ngày xưa nói mình vô cớ không có trảm cỏ, vô cớ không có trảm Cái này bị về bứt gốc luôn mà mà có cớ kẹt á, mấy 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 ấy chứ còn này tao thấy có mày bứt đâu là mình lấy tận gốc đó. mình ăn mình cũng phải nâng niu đó, giống như cắt nó không vậy, cái chỗ cái đọt non nó còn sự sống á, mình cắt mình né nó, cái kẹt lắm mình sẽ cắt ngay lúc đó thôi. Ví dụ cây quế đi, nó mới ra hai chồi non phải cắt cái khúc trên này Thì à, có lên cho nó lên. Lúc nào mình cũng nghĩ nói chứ, cái tình thương á, mình tu hành nó nói thì nói đi nói lại chứ, thương từ động vật cho tới thực vật cho tới khoáng vật, chứ không phải mình nói vậy rồi mình buông thùa đâu. Bởi vì cái tâm lượng người tu nó có những cái nhẹ nhàng, nó có những cái khi cần nhẹ nhàng nó phải nhẹ nhàng, khi cần sống động nó sống động. Ví dụ thương từ cái khoáng vật nước hay là núi sông đất liền, vô cớ mình cũng không có lấp nó nữa. Bởi vì cho nên đụng với cái tâm trạng người tu thì mới mới hiểu rồi, mới mới nó hơn thua nhau ở chỗ cái tâm thức đó. Như nuôi con xe xe cũng vậy, ông nghĩ tối hôm qua nó lạnh lạnh nhưng mà lạnh không đến nỗi nào, nhưng mà trời đâu có hà tiện, đâu có bắt cái máy hết đâu. Rồi nữa đi cũng phải vậy, lấy cái mà đã cái mền giặt rồi là định là thôi, là mùa nóng rồi là giặt sạch để dành á, nhưng mà nghĩ nó lạnh cũng tội vậy, lấy áo cho nó mặc đó. Mấy cô bên Hawaii mới gửi áo kìa, áo bự áo rộng đó, thấy không, áo kìa này rộng nó phủ luôn cái khúc sau luôn, đẹp không. Đó là ngày hôm qua đó, nó ăn hôm qua cô Bảy cho tương á, đằng này mới lấy tương kho với nước dừa với xả sao chan cơm, nó ăn được rồi, giờ nó chịu ăn cơm rồi. Thôi cũng mừng chứ, đói quá là không ăn gì không, nên mình Thầy muốn đi mua sức ăn cho nó luôn không? thức ăn của nó còn, nhưng mà bây giờ nó già rồi, nó ăn mấy cái khô vậy không thấy không, từ đâu rồi nó tôi đãi một đống, nó ăn không nổi, nó ăn rất là chậm. Còn cái thức ăn của nó cũng là làm khô bằng 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 nó giống như cái viên vậy, nó nhai lóc cóc là một. Thứ hai nữa đó, hôm nay á mấy vị đi ăn buffet rồi đi lén lấy thịt gà về, không phải lén giống như gói cho nó, với thịt gà đem về cho nó ăn nó quen rồi, bây giờ nó ăn cực nó hơi khó chịu, hay là buộc lòng mấy nay đói quá qua phải ăn cơm chan nước chan tương kho dừa luôn là biết rồi, biết nó thích ăn vậy thì đằng này để cái tương ăn hết rồi ta. ăn hết để tương vậy đó, cứ lấy kho kho dừa cho nó kho kho cho nó ăn chay luôn. Thế thì làm qua nó mang chó sang được không? Rồi cái con chó thì các vị đó nãy giờ á, nó là bây giờ sợ kia thì thôi tùy à, hãy chú đem thì đem thôi, chứ giờ nó tội nghiệp nó vậy nè. Hôm qua thì bây giờ giống như là chú nên làm mới trở về cái nhà nhà mới ở Hilton á, còn làm thì làm gần gần với Lucina, thì chở đi về thì tới chừng chở nó xuống, vì có mình đi mới chở nó theo Bắt xuống, mở cửa nó không thèm xuống,
mà ở bên đây nó chạy bên kia nó giống như ở xe luôn, thì giống như nó ngao ngán cái mẹ nó biết rồi. Bởi cho nên con vật nó cũng biết nó phải nương, chứ nó phải nương cái chỗ. Thì bây giờ tùy hả chú nhóm chú nuôi được thì thôi, cũng nuôi được qua. Nói chứ cũng khó khăn gì, tại mình thế gian mà ông nghĩ người ta nói nhà giàu đứt tay bạn mài đổ ruột, tại cưng nuôi nó cưng quá chiều nó. Chứ giận chó này rồi giờ nó, giờ bà chủ nó vậy biết nó giấy tờ ở đâu, mình nuôi vậy rồi bây giờ nó cũng tự tồn nó sống thôi chú thấy không. Còn mấy người nhà giàu cứ hở hoa cái dạ, cái bồng đi hoa bồng đi như tôi nè. Bây giờ tôi hỏi ông nè, nếu mà tôi mà giống như nhà giàu cái sổ mũi cái đi khám tốn tiền bảo hiểm, ví dụ cũng tốn tiền, đôi khi ông thấy cả năm tôi đi khám có 1 lần à, mà đâu có tốn gì đâu, cũng sống răng răng chứ có bệnh ỉa trây đáy dầm gì đâu. Chó cũng vậy, mấy người nhà giàu hở cái bồng đi, hở bồng đi, bây giờ nuôi nó không thấy không. Tôi nói nó rồi, tôi nói con ráng nghe con, chứ sư phụ không có tiền. Rồi bây giờ vậy nó mới tự động, nó biết nó tự tồn. Mà trời đất sanh ra nó, sanh ra con người, sanh ra vạn vật thì nó tự tồn của nó hết trơn à. Nói chứ nên là ông thấy không, đất trời lạnh thấu xương, cây cối nó phải ngủ. Rồi bây giờ tự động nắng vậy là tự động nó bung, nó nứt, nó nảy chồi, nó nảy bông thôi. Cái đó cái đất trời đã sắp xếp hết rồi, mình không có cần gì mà gọi là quá khó khăn hết á. Mấy người nhà giàu á hở cái họ sổ mũi nhức đầu cái đi khám, sổ mũi nhức đầu đi khám, khám bệnh tùm lum. Mấy người nghèo á sống nhăn răng, sống hoài, sống không chết mà có nghe nó bệnh tật gì đâu. Như tôi nè, hở uống thuốc uống riết, tôi nói riết là kệ nó bụng nó tối kệ mẹ mày, mày nhức đi tao, mày nhức mày không ngủ tao thằng nào mệt biết à. Cái riết nằm ngoài cũng hiểu đâu ngủ quá, bởi vì ban ngày làm. Ngày hôm qua tới dù bữa nay hứa với ông đi chợ thì tôi phải tranh thủ những gì tôi muốn làm tôi làm hôm qua. Rồi bữa nay tôi chuẩn bị hết một bữa sáng đi, tôi giảng xong vì bữa nay sáng thứ bảy giảng nè, nó giảng giờ thứ ba năm bảy giảng xong tôi đi chợ ông, tôi cho tôi tới 2 giờ chiều á, là thay vì cái giờ ăn giờ ngủ luôn. Thì buổi chiều nay là tôi gì, tôi chiều nay tôi phải cắt cỏ cái chỗ mà nó lạnh quá nó không lên được á. Thì bây giờ tôi có cách rồi, quất lần cỏ lần nữa, bây giờ dịp nó không lên á, bây giờ quất lần cỏ lần nữa, bây giờ cho sạch luôn. Thì cái đó tôi xuống cái gì không, tôi xuống mồng tơi này nè, đặng cho nó bò lên mấy cái nhánh thấp thấp đó thôi. Đó là bây giờ chuẩn bị ngày nay là tôi làm cỏ đó, ngày mai chủ nhật làm lễ chứ gì, chiều mai là tôi mồng tơi tôi cho ra giặt nó hết. Mình làm nó có cái quy trình. Thì bắt đầu thứ hai là trời mưa, yêu cầu trời mưa thứ hai, thứ tư, thứ sáu là thứ bảy là mồng tơi nó xanh rờn à. Không thấy không, mình làm mình mới cho nên nói hồi xưa cái bài thơ hay thế này, người ta đi cấy lấy công, tôi nay đi cấy còn trong nhiều bề, trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong nắng, trong ngày, trong đêm, trong sao chân cứng đá mềm, trời yên bể lặng mới yên tấm lòng. Làm nó phải đón thời tiết, trời dày sao mưa, trời vậy nó không mưa, nó phải nóng ngày mai nữa thì kích thích thì thứ hai nó mới mưa. Thì ai ngờ tôi coi đúng trong điện thoại nó báo thứ hai mưa. Thôi con, xê. Thứ hai mưa, thứ tư mưa, thứ sáu mưa. Chắc không có, nó mới đi ngoài đó lắm. Ừ. Nô mèo. Nó thấy không? Nó đâu có tư đâu, thấy không? Con chó này nó thấy mấy Mỹ da màu nó sủa vậy đó, Mỹ trắng nó không sủa mà yeah. Mỹ đen nó sủa ghê vậy đó, nó ghét Mỹ đen dữ lắm, kỳ cục kiểu. Người ta bảo biết có đúng không, chó nhặt nhưng mà nhìn ma được mình, ma này thì nó con mắt nó nhưng ban đêm nó thấy được, còn mình ban đêm nó không thấy được, nó nhìn được nhiều khi nó có cái gì đó, cái linh giác gì đó. Chứ con chó nó thì chứ có những loại chim đang đêm chứ ban ngày nó đâu có thấy đường đâu, thấy không? Đúng, nó như cái nó. Hay lắm à. Mà có những con vật nó cũng hơn con người nhiều cái lắm á, thí dụ như ông thấy gì con kiến không? Ôi nó biết trời bất mưa đấy nghe, thầy nó chạy cho nghe này. Mà nó cái đồ ở đâu mà nó bò dài dài vậy, nó đi ăn còn con người mình đi kiếm thấy mồ đâu nghe đâu. Có lần con thấy con sắt hay lắm này, nó giấu rồi ôi. Nó cái hạt rẻ đó nó giấu đi thầy ơi, mà nó không biết tại sao nó biết nó kiếm. Nó chịu trên cây nó bò xuống dưới đất, nó hái được cái hạt rẻ nó giấu chỗ nào á mà rồi nó kiếm lại được. Nó kiếm lại thầy. Hay lắm thầy. Có mấy
mấy cái ông sư các cái tước nước bày đặt tổ chức cái lễ hội cầu nguyện cho thế giới hòa bình thì nó khỏi cầu. Mấy ông cầu riết rồi cái virus corona nó tràn ngập hết trơn là chết mẹ hết rồi, thành ra lúc đó hòa bình. Bài đặt thấy nhiều cái chuyện mấy ông sư, tới giờ cái đám cà xà rong bây giờ nó cũng có không nữa. Hết mấy ông đại thừa cầu rồi, đó cầu riết, cầu đó cầu mẹ riết Ấn Độ, giờ nếu mà tình hình mà cứu không được vậy đó, thì hỏi ông Võ Trường Thái, hai tháng nó chết mẹ hết rồi, Trung Quốc nó tràn sang, nó hòa bình chứ gì. Hỏi, mấy ông sư cầu, cầu độc quá à, cầu hòa bình chừng nào thì bây giờ cái virus corona, nó sẽ rải tùm lum chừng đó cái cầu đi. Mà cái thế giới nhân loại này bây giờ đang đảo điên, dạy cho người ta có đạo đức, dạy cho người ta có cái nếp sống, không lo dạy. Tối ngày mấy ông ăn no rồi cứ cúng cầu để mà lừa thiên hạ. Trong khi tổ chức hết cái lễ này tới lễ nọ, đã bây giờ bệnh dịch tùm lum hết trơn mà cũng tổ chức Phật đản Phật kia đó, tập hợp đi rồi nó tràn cái virus ra rồi đó. Thầy ơi! Bởi vì tôi thấy nhiều cái chuyện. Rồi thành ra tôi hỏi ông cái sáng Phật tử nó hỏi mà tôi chưa trả lời. Nó giờ thầy có ý kiến gì? Mấy năm nay á, người ta đánh phá Phật giáo nhiều quá. Giờ làm sao? Thầy theo thầy cũng góp ý kiến, tôi chưa trả lời nữa. Góp ý gì góp ý? Cuối cùng nó đánh phá Phật giáo, ai đánh phá? Chỉ có mình với mình tự phá, đừng có đổ thừa cái đạo khác. Thật sự đạo nào nó cũng hữu đạo nấy thấy mồ. Ví dụ như bây giờ Công giáo đi, mấy ông cha cũng tùm lum tá lạ, cũng mấy ông cũng lo với ông chứ không đâu đánh phá. Mà hay ông thấy con chiên không? Ông nhìn ông suy nghĩ tín đồ của Thiên Chúa đó. Ví dụ như tôi hỏi từ cô đạo gì? Nói dạ con đạo Công giáo. Hay tôi đạo Công giáo. Có nghe bao giờ họ nói tôi đệ tử của ông cha đó không? Không, tín đồ đạo Công giáo là cái đạo của họ là cái chung rồi, thấy không? Thí dụ họ thích đi nhà thờ này họ đi, họ không thích họ đi nhà thờ khác, không bao giờ. Còn tín đồ Phật giáo mình không, ông ra chợ coi, ông nghe coi, toàn là Phật giáo nói xấu nhau không à. Vậy ai đánh phá, ai là người đánh phá? Rồi mấy ông thầy cũng vậy, cũng suối Phật tử hả Phật tử mà quy y rồi với ông thầy nào là tín đồ chết của ông thầy đó. Còn trong khi có bao giờ nghe con chiên tín đồ Thiên Chúa họ nói tôi đệ tử của ông cha đó không? Tôi tín đồ của ông cha đó không? Tín đồ chung của Đức Chúa, của tất cả các cha, ông thấy không? Mình nói ra mình nói, cuối cùng mình cứ đỡ thừa tao đánh phá mà mình tự mình giết mình. Mấy thầy chùa có thằng nào thuận nào không? Mình nói thẳng vậy hả? Mà trong khi chữ Tăng là hòa hợp chúng, chữ Tăng á là hòa hợp chúng, mà cuối cùng á ông hòa thượng này thì nó nói xấu ông hòa thượng kia, thằng cha hòa thượng mê gái nói xấu ông cha hòa thượng kia nhậu nhẹt, thằng cha thượng tọa này thì nói xấu ông cha thượng tọa kia, cuối cùng thằng nào cũng xẻo không má, còn phạm là còn xẻo à. Chứ tôi không phải là tôi nói xấu người tu nghe, chừng nào anh là thánh á thì anh mới hết xẻo. Đại đức nói xấu đại đức, thượng tọa nói xấu thượng tọa. Giống như ngoài đời bác sĩ nó xấu bác sĩ, tại bác sĩ nó mới biết ngành với nhau, nó nói xấu nhau chứ đâu có bao giờ bác sĩ đi nói xấu nông dân làm gì, ông thấy không? Đó, thằng này biết tẩy nhau, cứ chọt cho tín đồ nó đi, nó biêu xấu chứ ai. Nam tông nó xấu bắc tông nó xấu nam tông, tịnh độ nó xấu thiền nó xấu tịnh, rồi chùa địa phương chùa này sọt chùa kia để cho Phật tử nó bất mãn. Có bao giờ mà ông đi tới cái chùa khác rồi nói thầy ông thầy này cái nó thôi thầy đó tốt lắm, Phật tử ráng theo thầy đó hỗ trợ, theo thầy đó để nghe pháp, hay theo thầy đó để hộ trì tam bảo không? Trời ơi, tôi bữa đó tôi nghe người ta nói chùa đó như vậy, ông thầy đó như vậy, ông thấy không? Mấy thầy chùa nó ăn cơm chứ đâu phải ăn cất đâu, mà nó mở miệng nó ngu si vậy, biểu đừng có để cho người ta đánh phá Phật giáo. Ông thầy chùa đúng ra Phật tử nó cúng đồ ngon không à, mà ăn nó trở thành đồ đề hồ, không đề hồ, ăn trở thành như ăn cứt vậy đó, ngu si vậy, là biểu ta không đánh phá, không thấy không? Bởi cho nên nó xét đi xét lại cuối cùng tự mình giết mình. Cái đời mới gọi là mạt pháp là vậy đó, tâm con người nó đốn mạt, nó hèn hạ, nó ngu si, nó tham vọng, cho nên nó tham nhiều chừng nào nó ngu nhiều chừng đó. Thành ra tôi nói thì cái tôi chửi là tôi chửi nói thẳng thiệt, không có nói nó vòng vòng do quanh co gì trơn trọi. Như vậy bây giờ thầy thử ngược dòng được không thầy?
một mình lội ngược dòng thì nó quýnh mình sao không nổi à, chứ phải vừa thế hả? Như vậy thì mới ngon chứ. Vậy mới là thầy thì đó, tôi lội ngược dòng đi. Đức là ok, giờ Phật giáo nói xấu Phật giáo thì thầy giờ thầy ngược dòng không nói xấu nữa, thầy ngược dòng vậy mới ngon, không nói xấu ai cả. Ai cũng tốt hết, có mình không nói vậy thì lại sai lầm nữa. Bởi vì lý do vậy tự nhiên tín đồ họ tưởng thiệt vậy, họ họ đam mê cho nên nó Phật giáo tu để ngộ, nhưng mà nó không ngộ mà nó tu để mê mới khổ chứ. Mê chùa, mê thầy tôi, mê chùa tôi, mà trong khi Phật giáo tu để ngộ mà nó không chịu ngộ mà nó lại mê. Bởi vậy không phải không, nó mê cho nó mới vậy đó. Bởi vì lội ngược dòng nói đi nói lại chứ cũng nhiều khi tôi cũng phải thương tôi nữa. Thiệt á, nếu mà ai mà đi con đường của tôi là chết luôn á, chứ phải vừa nó quýnh không còn chỗ sống. Không thấy nếu mà quý đạo hữu không lo kịp thời, không cùng với tôi vô nhà vô cửa, tôi ở đâu? Ông thấy không, tôi ở đâu? Rồi cuối cùng á, mình không có mẹ gì thì nói đó. Bởi vì á, con người tu bậy nói sai nên không có biết nó cầm dùi. Nhờ có biết nó cầm dùi vậy nó cũng đỡ á nghe. Chứ không có rồi nó nói đó, tu bậy cho nên mới nghèo rớt mồng tơi như vậy đó. Ông coi á. Thầy bảo tu đệ ngộ mà. Bởi tu đệ ngộ mà sao thầy đệ? Ở trên nó giảng á, hồi tối á thì không có 1:30. Tại hôm qua nó thiệt. Làm là tối thôi, không biết làm gì thôi, nằm võng nằm hờ ngủ quên. Ngủ quên rồi thôi, ngủ quên, ngủ luôn rồi. Rồi tới chừng lạnh nó dậy đậy, lấy cái mền đắp cho con chó. Mình cũng lạnh rồi cũng lấy đôi vớ mang vô chứ. Tính là đâu có, tính lòng còm ngồi dậy bắt cái máy nóng. Nhưng mà nghĩ trời ơi, bắt lên thì cũng có tới sáng này mình cũng tắt rồi. Thì thôi uổng, mà nó đề lên một cái thì nó cả 1-2 đồng tiền điện rồi. Thôi bây giờ thôi mình lấy vớ mình trùm vô, lấy áo thêm một lớp nữa mình mặc vô, rồi mình đội mão lên đó, thôi mình khỏi bắt dậy ngồi lồm cồm mới dậy. Cái nó thôi giờ mở mạng ra đọc cái bài để sáng nay giảng. Tự nhiên hai hàng nước mắt tôi nó tuôn, hiểu không, nó tuôn. Mình nghĩ thương Đức Phật, mà thương Đức Phật là mình thương mình, chứ không phải nó tuôn là tu hành ông mẹ gì hết trơn. Nó nói vậy cho để thôi rồi các vị tưởng đâu mình tu hành dữ lắm. Nó tuôn hai hàng nước mắt là thương Đức Phật dạy đó. Cái bài bữa nay Đức Phật dạy hay hết sức. Đức Phật nói cái người á mà đam mê sắc dục, vướng bận vợ con nhà cửa đó, nó còn hơn cái người ở trong lao ngục. Cái người làm tội ở trong ngục tù nó còn có ngày ra. Mà người đam mê sắc dục và xá chữ xá trạch đó, xá trạch là nhà cửa, dịch ra là nhà cửa đó, nó mới ngày ra. Giống như ở tù nó còn mãn hạn, dầu là tù chung thân nha. Cái phân tích ra, dầu tù chung thân nhưng mà vẫn có cái ngày, có cái thời giờ ân xá. Ví dụ chung thân nhưng mà nói chung thân nhưng mà còn ân xá. Còn mà cái vụ vợ con nó giống như lao ngục. Từ đó tôi mới nhớ lại cái chữ mà Đức Phật hồi vô chùa á, bắt buộc những ông tiểu vô chùa phải thuộc 4 cung lực. Mà tôi nói giờ tôi nhớ thầy tôi hồi xưa đâu có dạy tôi gì đâu. Thầy tôi thải kinh cho mình đọc, thầy nhà quê mà, cho mình học thôi. Mà không ngờ hồi đó học không có hiểu gì hết trơn á, đọc cho nó lào thôi. Vậy mà nó thấm tới bây giờ. Bây giờ càng lúc nó mới càng thấm. Vô chùa đầu tiên á thì học tỳ ni, quay nghi, sa di, cảnh sách. Đó là 4 cuốn, nó 4 cuốn nhưng mà gom lại thành cuốn mỏng à. Nhưng mà tỳ ni thì có 53 bài, mỗi bài 4 câu, có khi câu 4 chữ, khi câu 6 chữ thì nó thành một cuốn. Quay nghi. Chưa nói thầy, tỳ ni là gì? Tỳ ni là cái những cái lời dạy, những cái bài kệ mà để cho mình vận dụng hàng ngày, để mình cái cách sống của mình, để mình cho có gọi là khuôn khổ vào trong cái uy nghi á, à, phép tắc á, yeah, gọi là giới luật á, yeah. 53 bài, ví dụ uống nước cũng có bài kệ, yeah. Đi ỉa cũng có bài kệ nghe, có hết à. Đi ỉa cũng đại tiểu tiện thời, đưa nguyện chúng sanh khí tham sân si nguyên trừ tạo pháp. Xuất miệng cũng về xấu khẩu lên thanh tịnh, vẫn thỉ bá qua hương tam nguyện hoàn thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Rửa tay cũng có bài, rửa chân cũng có bài, mặc áo cũng có bài,
lau mặt cũng có bài, lên thắp nhang cũng có bài, bước chân đi nhật cử ưu túc, đưa nguyện chúng sanh xuất sanh tự hải của chúng thiện pháp đó, rửa tay là chỉ thị quán chữ, đưa nguyện chúng sanh đắc thanh tịnh thủ thọ trì Phật pháp đó, rồi đĩa rồi ha, rồi ăn cơm cũng có bài, cái gì cũng khép vô khuôn khổ mà 53 bài, gọi là 53 bài tùy ni nhật dụng đó, nhật dụng là dụng hàng ngày đó. Rồi quay nghi thì 24 quay nghi là cách thờ thầy, cách lên chánh điện, cách ăn, cách nói, cách sao đó là quay nghi, là 24 bài. Nhưng mà quay nghi thì nó có phân tích dài, cho nên 24 bài này nó hơi dài hơn. Còn tùy ni là 1 bài 4 câu à. Tùy ni, quay nghi sa di thì nó 10 giới, thuộc 10 giới. Rồi cảnh sách là cái bài văn mà của tổ linh hữu soạn đó, là tổ linh hữu là đệ tử cháu của tổ Huệ Năng á, vô là quốc câu liền là phù nghiệp hệ thọ thân vì miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chư duy thể giả chúng duy nhi cộng thành tiên nể tứ đại phò trì thường tương vi bội, vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ triêu tầm tịch dông sát na dị thế, thế như xương sinh hiểu lộ sức hút túc vô ngạn thọ tình nàng khả năng trường cũ niệm niệm tấn tốc nhất sát na giang chuyển tức tức thì lai sanh hà nãi yến nhiên không quá, phụ mẫu bất cung câm chỉ lục thân cứu dĩ khí ly bất năng ăn quốc trị ban gia nghiệp đúng nguyên kế tự mới nguyên hương đảng thế phát bẩm sư nội càng khắc niệm chiến công ngoại hoàng bất tranh chi đức dân 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 nó dài 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 rồi đặng chuẩn bị lên làm thầy á. Đó, cho nên cuối cùng thì ý tôi nói có chữ hệ, mà hồi sáng này tôi giảng có chữ hệ nữa, tôi mới thấm cái chữ hệ có nghĩa là nó ràng buộc, nó gắn liền với nhau á đó. Cho nên liên cái chữ đấy. Dạ, cái chữ hệ này sáng nay Đức Thế Tôn dạy á, thê tử nó hệ, nó ràng buộc cho tới ân xá ở của xá trạch, cái nhà cửa nó cũng làm cho ràng buộc. Mà những cái thứ này nó là cái lao ngục, ghê không? Nó vừa lao và nó vừa ngục. Thay vì ngục á thì nó giam mình thôi, còn lao là nó đài đỏ, nó khổ sở, nó ở tù. Nhưng mà hay chưa bảo coi nào, có đất cắm dùi. Không, cái chuyện đó ý cái khác nữa. Mình có đất cắm dùi là tại cái thời nay nó tương đối thì mình, nhưng mà ý nó thì nó cũng lao ngục đó chứ không tưởng hả? Đó thầy ngược chồng của nó. Bây giờ thời này mà không có cái đất đó, không có cái lao ngục này cái đó thôi, mình tu á nó bậy cho nên rớt mồm tơi, không có chỗ ăn chỗ ở. Không đi đối đãi đó thầy đừng nói đó ngục tù mà là không chùa cái thời ngày nay nó dòm nhau cái chùa, nó dòm nhau cái danh vọng, thấy không? Cho nên như vậy mà tôi khóc vậy đó, khóc là mình đi ngược hết trơn cái Đức Phật à. Đức Phật ngày xưa có cái gì cũng có mà Đức Phật bỏ hết trơn, giống như khạc đồm khạc nước miếng bỏ vậy đó. Ngày nay nó đè nó liếm lại mẹ nó cái trời, ngày nay khạc mà khạc đồm khạc nước miếng nó bỏ nhiêu nó đè đây đè liếm lại mẹ hết trơn cái trời, nó giành nhau từng cái ghế ngồi, không thấy không? Cái thanh danh đó, thành ra tôi nói trời, vì vậy tôi mới khóc vậy đó, khóc là mình thương mình nói trời sao mình khổ cực dữ vậy trời, sao mình lao ngục dữ vậy trời, nào là thị phi nè, nhân ngã nè, bỉ thử nè, phải quấy nè, tốt xấu nè, khen chê nè, nó đủ thứ mà tính ra đó, tính ra nó mấy 36 món, đối đãi 36 món. Không phải mình lên từ từ với chạy lộn ngược dòng từ thì nó không, bây giờ mới nói lại thì không thì tôi mới giả tôi nói thôi, nhưng mà bây giờ mình biết cái đã rồi, ý ra thầy biết mình ngộ ra cái đó đi rồi, rồi thằng nào rồi chừng nào muốn thoát thì cứ thoát, còn bây giờ biết mình phải biết cái cục tù ở trước đi, rồi mình muốn thoát thì thoát thì mới gọi là đốn ngộ mà tiệm tu đó. Nên tự nhiên nửa đêm mà khóc vậy đó hả, khóc thì trời ơi sao mình khổ dữ vậy trời, khổ là mình thấy mình bị trong cái dòng lao lý vậy thôi, nhưng mà rồi mình thấy lại bao nhiêu người nó không biết nó khổ nhào vô, thấy không? Bởi vậy nhưng mà bởi Đức Phật mới nói đó, có nghĩa là coi vậy chứ không tránh ra khỏi ngục tù, nó có cái gì đâu mà tránh không khỏi, ông thấy tránh không khỏi chứ phải mà. Bởi cái bài hay lắm ông ơi, nó còn giảng vậy à, trong 42 chương kinh là 42 bài gì ngắn gì mà 16 bài Phật nói về sắc dục, về ngục tù rồi, 16 bài khổ nhất là cái đó luôn, nhưng mà ít ra thầy còn nhận ra được
Cho nên á, đúng ra mấy cái này là Phật dạy cho những người xuất gia, nhưng mà nó cũng liên hệ tới tại gia. Chứ còn nếu nói vậy cái chúng sanh nó vô, nó vậy ông Phật nói vậy là ai đẻ con đẻ cái kế thừa kiếp người nữa, không phải. Nhưng mà nói chứ trên trần đời nào biết được bao nhiêu người bỏ đó. Thành ra đây là những cái bài mà Phật dạy cho người xuất gia rất là hay. Rồi, ok thầy con nói đi, con xin thầy. Okay. Thành ra mới trở lại cái câu chuyện vụ này nè, hồi thời của ông Vua Đường á. Tôi mới từ đó tôi mới tìm ra cái câu mà Nguyệt Lão xe tơ á, ông nhớ không? Tư Hồng Nguyệt Lão đó, từ thời ông Vua Đường có câu đó nghe. Đặt cái điển tích đó, còn thời xưa nó không đủ cái điển tích đó. Đó, thành ra thời Vua Đường năm 618 cho tới năm 907 nó mới có cái câu đó. Thì hồi thời đó là do có cái ông gọi là một ông thư sinh, nó cũng giàu có đi đó. Thành ra cho nên nó mới, bữa đó ông mới lên Đông Đô, ông chơi Đông Đô, giờ gọi là Đế Đô đó, từ nhà quê mà đi học để thi. Đi thi đặng đi học ra, đi học nó giống như hồi xưa mà thúc sinh mà được quản thư nuôi cho lên Kinh Đô đi học trong Thiết Kiều vậy đó. Thì tình cờ bữa đó ông mới đi sao ông gặp cái bà già, ông giống như ông đi mà ông đi thiếp đi, nói theo kiểu gặp cái bà già tóc bạc phơ đẹp quá, mà bà ngồi bà có cuốn sổ bà ghi, bà rồi bà ngồi bà xe với sợi chỉ, ông mới hỏi chứ bà lão làm gì đây. Bà nói bà cái trách nhiệm của bà là dở cái sổ bộ để coi ai lấy ai. Chứ rồi mà nếu mà ai lấy ai rồi mà lão mới ngồi lão xe tơ. Thành ra mới có cái câu Tơ Hồng Nguyệt Lão đó. Xe tơ. Cái anh này anh đúc mỏ vô nói cụ bà lão coi thư sinh coi tôi nữa, tôi lấy ai. Thì bà dở bộ bà cô đây. Cha, con vợ của anh là giờ này nó mới có 3 tuổi, nó con của mụ ăn mày ở ngoài chợ, đi ăn xin ngoài chợ. Con này nó hầm lên. Trời ơi, mình nhà giàu thư sinh vậy mà đi lấy con bà ăn mày. Ra chợ thiệt đúng sao ông ra chợ Đông Đô. Ông gặp đúng ra cái bà ăn mày đó, giờ bồng đứa con 3 tuổi, khóc là nhẹ ghẻ lát không đi xin. Anh này anh ám ảnh cuộc đời anh mới mướn người, bỏ tiền mướn người giết đứa bé đó. Mướn Lăng Du Đảng giết đứa bé đó. Cải số. Thì Du Đảng nó mới nhận tiền ảnh, nó lợi nó giết đứa bé đó. Nhưng mà nó sợ bị giết nít nè. Hồi đó giờ giết người lớn thì có tiếng nít, thì giờ nó cũng còn chút thương tâm phải không? Cho nên nó lấy dao từ sau nó phát tới một cái, thì bà mẹ bà quản hồn bà bồng đứa bé đó, bà chạy máu rầm đầm đìa vậy, thì nó tưởng đâu là đứa bé nó chết rồi. Anh này từ xa thấy cũng tưởng đâu cô bé này chết rồi. Thôi thì cái vô cớ chuyện đó để yêu tới đó. Tới 15 năm sau, 15 năm sau anh ta thi đậu làm quan, mới vô được ý kiến vua. Rồi mới đi qua để cảm ơn cái ông thầy mà chấm điểm đó. Ông quan mà chấm điểm cho đậu đó. Qua thì ông thấy tướng anh này cũng là thư sinh, học giỏi đồ vậy. Ông mới nói hỏi có gia đình chưa. Nói dạ thưa thư sinh là xưa giờ là học không chứ chưa có gia đình. Ông nói thôi ta có đứa con gái ta gả cho nhà ngươi. Nói ta đứa con gái ta gả cho nhà ngươi. Anh này mừng quá rồi, cải được số trời rồi. Thôi cái bà Nguyệt Lão kia mà nói là xấu anh lấy con của bạn mày. Đó, mừng quá rồi, bây giờ coi cho cỡ gì cỡ. Dỗ gái ông là con xấu cỡ nào cũng là con quan mà. Chấp nhận. Cái đêm mà động thùng khua chảo đó. Đó. Cái anh ta mới lột từ từ, sau lột cái thấy cái vết sẹo đây nè. Anh mới hỏi ủa sao mà em bộ hồi nhỏ thiếp thằng hiền thê bộ ăn bộ dừng bí lắc lắm sao mà có vết sẹo vậy. Nói đâu có chàng, em vô phước lắm, ngày xưa em là con của bà ông mày. Rồi á không biết sao mà cái thằng ăn cướp nợ nó chém em, má em bọc em chạy. Rồi sau đó má em chết, em mới lang thang rồi tình cờ bữa gặp dưỡng phụ em là cha em cho nuôi em nè, quan nè, đi kinh lý. Mới thấy em lang thang ăn mày đứng bên vệ đường khóc vậy, cha em mới bồng em về nuôi nhận làm con nuôi, nuôi em tới ngày hôm nay nó chàng. Hôm nay chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi. Chết
đi anh ơi, thức chết dậy không à, để trời không khỏi nắng không biết không đó, từ cái đó đó mà mấy cái câu là nguyệt lão xe tơ đó. Thôi giờ đi ha, đi chợ chút.